Nông dân miền Tây xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay mình đi thăm lúa cái miếng đất tám công tầm lớn của mình bà con. Miếng đất mà mình mướn có cái hiệu của chòi nè. Hôm nay mình ngồi đây mình nói về thuốc ức chế sinh trưởng và kích thích sinh trưởng và điều hòa sinh trưởng. Tại vì bà con mình khi mình không có biết, mình không có kệ, không có nhìn kỹ á, cái mình nói sinh trưởng, mình nói về cái sinh trưởng mà cái mình không có nhầm lẫn về cái ba loại đó. Hôm nay mình sẽ nói cho bà con hiểu. Thứ nhất á, bà con mình nói về cái ức chế sinh trưởng á. Cái ức chế sinh trưởng á, như là mình nói về nôm na, mình nói về theo cái cách làm lúa của mình thôi, còn chứ mình không có nói về cái cách khoa học hay là về mặt khoa học, mà mình không có nói gì cái nói thẳng ra là mình không có nói gì cái lý thuyết các bà con, mình chỉ nói về cái thực hành áp dụng vô lúa của mình thôi. Và khi mà thuốc mà ức chế sinh trưởng á, bà con dùng á, nếu mà bà con xịt á thì nó sẽ, nếu mà nói về dùng á thì mình xịt sẽ hiệu quả hơn là mình trộn phân, mình trộn giải. Thì khi bà con mình trộn giải á là bà con mình sẽ nặng cái chi phí lắm nha bà con. Ví dụ như bà con mình xả thường là 10 kg đi, là bà con nếu mà bà con trộn vào thuốc ức chế sinh trưởng á, là bà con phải tăng cái lượng phân lên để cho cây lúa nó đủ cái ăn. Khi mà bà con, nhưng mà mình bị bệnh nha bà con, mình đang bị bệnh phải không, mình phải cần cái lượng năng lượng vô để cho cái mình nó khỏe mạnh lên. Như cái lúa cũng vậy đó bà con, mà như con ta, mình đang phát triển, bà con đưa thuốc ức chế sinh trưởng vô là nó đang nghẹt lại, bởi vì mình muốn cho nó bự ra thì mình phải cần cái lượng phân nặng vô. Tại vì khi bà con thường, bà con mình á có cái thói quen á là dùng vitamin hay là bonsai đó, dùng thuốc ức chế sinh trưởng á, là để cho cây lúa nó ngừng chiều cao, mà nó ra cái chiều ngang, nó bự cái chiều ngang, là bà con phải dùng cái lượng phân vô nặng hơn là thường mình giải. Thì khi mà nếu mà bà con mà dùng cái lượng phân nhẹ thì nó sẽ là cái cây lúa nó sẽ như nó bị đẻn lại bà con, nó đẻn lại, bởi vì mình phải dùng cái lượng phân nặng. Nếu mà bà con dùng cái lượng phân nhẹ là bà con phải giải thêm nữa, chứ không giải thêm thì nó sẽ đẻn cái cây lúa gì lắm. Còn thuốc điều hòa sinh trưởng á, thì bà con, với lại mình nói á, là thuốc ức chế sinh trưởng á, bà con xịt á, nên xịt nó tốt hơn trộn. Vì bà con xịt á, khi mà mình xịt cái là nó ức chế lại, là bà con đưa cái lượng phân vô là nó ăn nhanh cực kỳ luôn, nó ăn lăng phân nhanh lắm. Thì khi mà bà con xịt, nếu mà con xịt xong 1-2 ngày đó, bà con xạ vô là nó ăn cái lượng phân mạnh lắm. Lúa mà như cái kiểu mà mình đang bỏ đói mà mình thêm đang bị đói mà khi bị bệnh cái nữa, cái mình đưa đồ ăn vô là nó ăn dữ lắm, như con ngừ mình vậy đó. Bởi mình xịt nó, mình thấy là xịt nó hiệu quả hơn là trộn. Và khi hòa còn thuốc điều hòa sinh trưởng á, thì bà con là mình xịt vô để cho nó cân đối, cân bằng lại cái quá trình sinh trưởng và cái những cái protein của cây lúa thôi bà con. Chứ mình cũng không có sử dụng phân để mình xịt cái đó, là để cho nó điều hòa cái cây lúa lợn, điều hòa cân bằng nguyên tố và NPK của cây lúa lợn. Và thứ hai, và cái nguy hiểm, và cái thuốc cuối cùng là kích thích sinh trưởng, là cái thuốc này là bà con thường dùng, nên mình sẽ nói rõ cái vấn đề này hơi nhiều. Vì thuốc kích thích sinh trưởng là bà con thường dùng cái giai đoạn đầu nó sẽ tốt, và giai đoạn giữa bà con đừng nên dùng, giai đoạn cuối cũng khuyến cáo thôi. Mình khuyến cáo là nên dùng một thời điểm nào đó thôi. Vì kích thích sinh trưởng á, ví dụ như cái cây lúa lúc nhỏ bà con dùng vô là như là, ví dụ như là pin đi, bi á, cái thẻ bi mà cái thẻ thuốc sủi á, bà con thường xịt á, bà con cũng thấy khi bà con xịt vào là nó kéo cây lúa lên,
và cây lúa nó ốm nhôm. Tại vì thuốc kích thích sinh trưởng á, là bà con hiểu như thế này, là thuốc kích thích sinh trưởng á, là nó sinh trưởng mạnh thiệt, nó sinh trưởng mạnh là nó dồn hết năng lượng vô, nó sinh trưởng lên một cái một là nó hút hết cạn kiệt cái sức luôn á, là để cho nó sinh trưởng lên một cái một á bà con, là cây lúa mình nó sẽ bị yếu sức gì lắm. Người giống như là mình nói một cách, mình nói cái câu cái chữ hơi mà hơi kỳ một chút là cúp, giống như cúp két một giờ với bà con, uống khi mình uống vào một cái là sinh trưởng mình mạnh đó, nên mình ấy hết sức tối đa luôn. Như bởi vì cái lúc nhỏ mình xịt cái thuốc kích thích sinh trưởng là bà con phải cho nó ăn để nó có sức lợi. Như mình xịt là mình phải giải phân để cho nó có sức lợi bà con, còn không là cái lúa mình nó yếu đi. Và còn giai đoạn chỗ hay là như giai đoạn chỗ thì bà con xịt vô là cây lúa nó kéo lên như lắm, nó nhóng lên như lắm. Như cây lúa mình chỗ ra ước định là cỡ bao nhiêu, khi mà mình xịt vào là nó kéo lên bao nhiêu, cỡ hơn là 1 gram nữa bà con, thuốc kích thích sinh trưởng á. Và khi mà xịt thuốc đó vô lấy hộp á bà con, là lấy hộp cực kỳ tịch luôn, lấy hộp cực kỳ mạnh, nhưng mà cái hộp lúa nó, cái hộp gạo nó sẽ không đẹp nha bà con. Mình có nói trước cho bà con nghe, để mình làm ruộng thì mình làm cho cái hộp gạo chất lượng cho bà con ăn bà con ơi. Dùm khi mình gạo đó, mình lúa mình làm ra, cái thương lái đem về làm ra bằng gạ, làm ra gạo, dùm khi gạo đó rồi bán vòng vòng, cái tới mình ăn rồi mất công bệnh nữa. Bởi vì mình làm cũng mình biết có nó hiệu quả và nó đạt năng sức mạnh thiệt đó, mà mình cũng nên dùng bà con, tại vì hại sức khỏe của con người lắm. Dùng khi mình không ăn rồi bà con ta ăn rồi cũng là đất nước của mình, hay là nhập qua chỗ khác cũng như là đều là con người với nhau, nên ăn mà không gây bệnh gì sao. Nên mình cũng không muốn cá, mình cũng khuyến cáo bà con cũng đừng có xài cái thuốc mà kích thích sinh trưởng ở giai đoạn chỗ, tại vì khi nó làm cái hộp lúa nó không có đẹp, và cái hộp lúa nó sẽ khi mà bà con cắt xuống á, mà bà con căng liền thì nó đỡ, bà con để qua đêm á, khi thương lái mà nó biết á, ông tôi là người cặp bên ta hại mình á, ta nói với thương lái là thương lái nó chê. Bởi vì bà con nên cũng đừng có dùng cái thuốc đó bà con ơi. Thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây bà con ơi. Nếu mà mình có nói không rõ hay là cái gì đó, bà con để cái bình luận với mình sẽ trả lời cho bà con cách rõ nhất. Lúa thì cũng bị mưa hạnh bà con ơi, mưa hạnh. Thôi mình xin chào bà con nha, chúc bà con nhiều sức khỏe và mừng lúa trúng mùa bà con ơi. Chào bà con.